Hồng Dương si biết, Dương Tử bị cạnh tranh tài nguyên, Trương Nghệ Hưng kiêu ngạo. Đối với những người yêu thích xem tin tức hoa ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú ý đến hàng loạt tin dưa tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Thứ nhất, Dịch Dương Thiên Tỷ không muốn giúp Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải thực sự rất mong muốn Dịch Dương Thiên Tỷ có thể đứng ra làm cầu nối để giúp anh ấy nhận được thêm nhiều tài nguyên phim ảnh tốt hơn. Chỉ là mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ hiện nay đã trở nên cứng nhắc, đoàn đội cũng không muốn để hai người họ giao lưu gì cả. Cho nên, nếu Vương Tuấn Khải muốn đạt được mục tiêu thì đành đi nhờ người khác thôi. Còn việc nhờ Dịch Dương Thiên Tỷ không được việc thì chớ, có khi lại bị mỉa mai nữa thì khổ. Ngô Thư Hân tranh tài nguyên với Dương Tử. Dương Tử đang do dự về trường tương tư bởi vì nam chính ban đầu là Trang Lưu Lượng đã rút khỏi dự án, cuối cùng lại đẩy cho nam 2 Trương Vạn Ý lên sóng. Ngay từ lúc Tencent để Trương Vạn Ý làm nam 2 thì Dương Tử cũng đã lấn cấn, sợ đoàn phim này không ổn. Thời gian khai máy bộ phim này chưa chắc đã đạt hàng 3, có thể lùi lại. Còn về tin Ngô Thư Hân tranh bộ trường tương tư với Dương Tử không phải thật, mà phía Tencent chắc chắn sẽ không để cho Ngô Thư Hân đóng vai chính. Trương Nghệ Hưng kiêu căng ngạo mạn. Trương Nghệ Hưng trong khoảng thời gian này sẽ không có cơ hội phát triển bởi vì anh ấy quá kiêu ngạo. Kể từ sau khi Trương Nghệ Hưng có chỗ đứng ổn định trong làng giải trí thì anh ấy không chỉ làm việc ngày càng chủ quan mà có đôi khi còn xem thường tiền bối. Tuy nói chuyện này rất thường trong làng giải trí nhưng rất dễ khơi dậy sự phẫn nộ và phản cảm của người trong giới. Nên Trương Nghệ Hưng cần kiềm chế một chút, như thế có thể sẽ lợi hơn cho anh ấy. Dương Mịch bị người ta xa lánh. Những nhân mạch tài nguyên của Dương Mịch hiện đang xảy ra vấn đề lớn, nhiều nghệ sĩ không muốn tiếp xúc với cô ấy nữa mà chẳng rõ nguyên nhân ra sao. Thậm chí có người còn cắt đứt luôn quan hệ. Mặc dù Dương Mịch không quan tâm lắm nhưng cô ấy phải biết vì sao lại xảy ra việc này. Nếu không cô ấy sẽ không phát hiện ra bản chất vấn đề, càng không biết xung quanh có nguy hiểm gì không. Chủ yếu là để bảo vệ bản thân mà thôi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!